sử dụng mồi trùng nha mọi người. Đây, mồi bén chưa. Xin chào mọi người nha. Hôm nay Túc sẽ lên cái đỉnh núi phía xa xa trên kia để mình đi câu cá nè, hái trái cây dại nè, rồi nướng cá và sinh tồn trên đó luôn nha. Xem trên đó có những gì, thử hôm nay câu được nhiều cá không. Túc dụng cụ sinh tồn thì mang theo đơn giản thôi. Giờ mình đi nha. Trên đường đi thì mình gặp một cây dâu tầm nha mọi người. Ở đây dâu tầm nhiều lắm. Đây nắng hơi chó. Ngon chưa? Mình cần clip trước dâu tầm mình quay cũng nhiều rồi. Ngon chưa? Thử nha, mời mọi người nha. Dâu đen nhỏ mà ngọt thơm ghê nhờ. Ngon lắm nha mọi người. Ngon quá. Ngọt ngay luôn. Thôi mình đi nha. Lên đỉnh núi mình câu cá cái đã. Để chiều tối thì không được. Đây có cái mơ nữa. Nhìn thấy không? Mơ trái nè. Đã chưa? Thôi mình đi nha. Đường lên núi cũng hơi tối. Còn đây là cây hạt dẻ nha mọi người. Ở phía dưới cây hạt dẻ thì người dân người ta nuôi ong nha. Đó, cũng giống Việt Nam mình thôi. Đó, theo ong nha mọi người. Nếu mà có chủ ở đây thì mình có thể xin xuống quay được. Nhưng mà không có thì thôi mình đi nha. Cuối cùng thì mình cũng lên đỉnh núi rồi nha mọi người. Đây đỉnh núi chung là đồi thông nhiều, có thông nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ ngang về dụng cụ mình mang theo nha. Nói chung là đơn giản thôi. Đây tiên là cần câu. Cần câu dùng để câu cá nhỏ nha mọi người. Nước uống. Đây là dao. Dao sinh tồn. Có đầy đủ dụng cụ nha. Đây là bộ lưỡi câu. Mình đem theo hai lon bia, tí nữa lên có ông anh trên đó. Mình sẽ câu cá, nếu có cá thì nướng cá, mình sẽ uống bia nha, sinh tồn trên đó nha. Ai sinh tồn mà đem theo bia như mình không? Cái hộp quẹt, một cây cồn và ok. Thôi, mình đi nha, bắt luôn. Giờ tới nơi nghe mọi người, giờ mình tới nơi thì mưa cũng lâm râm rồi. Mình sẽ chuẩn bị cần câu nha. Giờ mồi câu mình sử dụng mồi trùng nha mọi người. Đây mồi bén chưa. Đem đông ra. Giờ mình sẽ thả mồi nha anh em.
thôi chứ. Hay vậy. Nước luôn rồi. Cá mồi nha anh em. Dấm bếp nào. Rồi. Nước sâu luôn. Lên. Cá bạn ơi. Ngon rồi, ngon rồi. Có mồi. Nay sinh tồn cũng im rồi. Quá đẹp luôn. Phao nữa kìa. Của Túc á. Của mình chìm phao nữa hả? Chìm phao nữa à. Đó, anh đưa qua đây anh gỡ cá. Cá lên liên tục luôn. Bây giờ thì nhờ. Chưa đưa lại xong. Cái gì được bẻ lên hình Túc á. Giờ thấy số cá gọi là liền luôn. Cho em bóc mồi hết mồi. Em đẹp rồi đó nha. Lên hình đúng ra nha. Vượt. Vượt. Vào. Ừ, cá bự nha. Nay sinh tồn hơi chơi sang nha mọi người. Cá cá tươi không nè. Cá này thịt thơm lắm. Này con ba cần thủ miền Tây. Con cá là đúng rồi. Em mini. chưa nước luôn kìa. Ôi ôi chín nãy giờ mình bấm á. Đúng rồi. Hay là anh chị cái đó xuống nó bị nhỏi. Không phải các bạn là nãy giờ mình bấm nha. Mình vẫn còn bấm. Còn bấm à. Bạn chơi kiểu gì ép người vậy các bạn. Anh thì anh câu. Chơi nhặt bãi nha. Cá bự với cái này sẽ câu kỹ thuật. Cái này là VK bãi nè. Trong giới gamer gọi là VK bãi đó. Hôm nay đi sinh tồn có ba cần thủ nha. Bạn ở Vĩnh Long, anh Đức Cà Mau, Thí nha. Ôi quá trời luôn kìa. Thấy không nhiều lắm nha mọi người. Ui ui dở lên thôi. Không, cái này ưu tiên trong bờ. Ở xa bờ quá nó không chịu ưu tiên. Giờ bờ đi bà ơi. Rồi nuốt luôn rồi. Giờ bờ đi bà ơi. Kìa kìa một bãi luôn kìa. Đưa nó kìa, bãi lắm kìa. Kìa. Ở trong trên cá dược kìa. Cái dược kìa. Cái dược kìa. Cái dược kìa. Nó đâu ăn đâu mà. Nó chừng nó ăn trùng luôn á. Nó vả nó cũng mất thôi. Trước em câu, em câu màu cám nó ăn trùng luôn. Nó ăn cám luôn. Nó vả gì mà. Câu cá dược kìa chịu yêu nha. Cá ăn bậy mà
không ấy mua luôn đó, mớm là mệt đó. Lấy phao này khoảng 2 năm rồi nè. Hổng mua phao hổng nó chỉnh chảnh câu đứt tới giờ bữa nay mới đi mua lại chiều đó. Không vào nha, chứ giờ không vào. Chỗ đó mà nãy giờ tao liên tục liên lệ đâu đó. Sao lộng rồi anh? Không lộng. Chứ không lẽ như em gì của em lên trên rồi. Đây gồm có 3 phao câu nha mọi người, phao đây, đây, 3 người nha. Đó, dạ. Đó, đó. Bạn. Ngâm. Nó dữ lắm rồi. Vô, cắt bóng thành công nha mọi người. Cái này. Dạ, anh ấy cắt bóng thành công nha. Ờ, nó nổi trong đây nhiều lắm rồi. Còn quay đông. Còn. Tuy là nó không to nhưng vẫn là con cá. Vẫn là con cá à? Chắc nó thành công nha. Rồi, nó đang bày luôn. Có một con cá vượt con luôn. Tuy là không to nhưng nó vẫn là con cá nha. Thấy cành dài cành to cưng đi đó. Khó rồi. Đấy các bạn. Như con này được thôi. Đánh 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 đánh. Lên cá. Ui, xin lỗi. Cá to nha. Cá to nha mọi người ơi. Mình mớm. Cá to nha. Ok. Nhỏ. Mới nhấc ghế xuống rồi. Hai vợ chồng lên 2 con cá luôn. Tiền quá. Nay sinh tồn kiểu này chắc sinh tồn kiểu này biết nào chết nha. Đúng rồi. Chuyển phao rồi, chuyển động rồi. Đây, phao của mình sắp chuyển động rồi. Háo ăn nha. Là cá không hơi nhiều nha mọi người. Cá rô. Bây giờ mình sẽ qua bên kia mình chặt tre nha. Mình nướng cá nha. Bây giờ Túc sẽ chặt tre nha. Chặt tre để mình nướng cá. Chặt cá để nướng. Em có dao sinh tồn.
À, mình kẹp cá mình nướng nha mọi người. Thank you.
Đây mọi người, bây giờ bắt đầu mình nướng nha. Cũng thu hoạch nhiều lắm rồi. Giờ nướng, bắt đầu mình uống bia cho mọi người. Sinh tồn mà đem theo hai lon bia. Bây giờ mình sẽ nướng cá nha mọi người. Mình chuẩn bị củi xong rồi. Mình đi nướng cá. Nướng cái gì mà nướng? Ui, dính cá nữa rồi. Giỏi cá rồi. Không kịp giỡn tay luôn mọi người ơi. Dính cá nữa rồi. À, sinh tồn kiểu này chắc lên ký quá mọi người. Ôi nuốt hai lưỡi luôn. Rồi xong luôn. Kiểu này chắc tới tối mới có cá ăn mọi người ơi. Mình thì đang nhóm lửa ở đây, anh chị bên kia thì câu cá. Mình chị là hai cây. Cái 300 ly ra đi, 300 ly ra đi. Đó, 300 ly. Cá này tham ăn quá, ăn bằng hai lưỡi luôn. Ok, sao? Ok, xin kêu anh. Ừ. Mời. Tình hình thì bên kia thì mình sợ là cháy rừng nha mọi người. Bây giờ mình qua cầu thang đây cho để dễ dập lửa. Này đi vội quá, mình sẽ nhúng lửa bằng cồn nha mọi người. Mình củi hơi ướt. Cá này cá sông khói. Cá không khói. Để vô luôn. Để cá khói à? Cá nướng than. Sống. Còn dưới là con bự nhất nè.
đang bận với ai câu gì nhỉ? Xin hỏi hai bạn là hai câu hay không bận đến đó? Được, nghe lập công. Chắc muốn thành công mọi người. Trước khi câu là chồng mình bảo câu là trông nặng quá, không biết trông ai nặng à. Chắc phải để lên nè, để nó khói gì đó. Dịch quay mình mới vừa nướng xong nè mọi người. Sinh tồn có dịch quay. Dâu mình mới hái dâu gừng luôn kìa. Ý dồi ôi. Ô hồ, mắt hơi dữ nha mọi người. Đây, cá ngon chưa? Thơm lắm nha. Mời mọi người. Mời mọi người nha. Ăn gục luôn hả? Ừ, gục luôn. Ừ, ngon lắm. Có trứng nữa kìa. Ở đây xương bữa đây không ăn gì. Dịch lại cho các bự ăn đi. Chín chưa vậy? Chín đâu rồi? Bắt chảy vậy nè. Quên nãy thăm dịch lại nha. Dịch mới nướng, mới bắt dưới sông nướng nha mọi người. Không bao quên thôi. Phải thời gian đó. Tụi nó lại. Ừ, ngon nhờ. Ừ. 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 Thịt ngọt nha. Ôi, ngon lắm. Làm gì có tay. Thế giờ cá xương nè. Ừ, có trứng nè. Cái gì còn có trứng? Vô. Mặt nó chưa? Nó bốc bốc rồi, nó mát rồi. Bạn đầu tiên ăn uống kiểu này nha. Thằng đầu luôn hả? Đừng có cắn. Thằng đầu luôn á. Anh bờ bụi quen rồi. Mình khác, mình trái cán mình khác. Biết là ghiền á. Không biết, thôi biết là ghiền á. Chiều rủ đi câu xa thì không đi, rồi bỏ lên đây chứ đi lên núi cái nhảy đi đi. Mời cả nhà nhé. Mọi người nha, đây con cá này trứng. Trứng. Nào, chặt thanh tre, mình có đũa nữa, đúng hợp lý. Đũa thanh tre. Trứng béo. Mình sẽ ăn kèm với rau gấp cá vừa hái nha mọi người. Trời ơi, rau tốt nè. Rau trên rừng thì sạch nha. Không sao. Mưa hôm qua rửa rồi nha mọi người. Hôm qua trời mưa sạch rồi. Cái két nè. Để trái nó thơm lắm. Không khói lắm. Nhà ăn nguyên da luôn thơm. Bẻ ra nha. Nguyên da thơm bùa khói khói. Cứng lắm. Bỏ đây, bỏ gắt. Đã chưa? Thơm lắm. Nguyên da thì bao giờ nó cũng ngon hơn thành thị nha. Thành thị thì họ ăn xa qua mỹ vị chứ. Mình chỉ cần cá nướng than hồng thôi. Nướng gì chiên không biết cá gì đó. Này nay sinh tồn vô tình bắt được gì? Bắt được con vịt nó quậy thôi chứ con vịt ở nhà mang theo mọi người. Chắc mọi người tin mà. Da vàng thơm mọi người nha. Vịt này anh bắt chứ không phải như là trước em với thằng gì tạo em biết tạo bắt vịt khác anh đã có vịt này ngon hơn. Vịt này những vịt gừng nè. Vịt trời
là chị hát rồi là đúng mà nhớ cội thôi, ăn không trả vị trí thôi. Dấu này em ngốt mình đem qua mình đầu trùng ngốt qua đem lấy cái này em đầu trùng tiếp. Còn dâu này thì cũng mua nha mọi người. Rồi lên trời bờ. Cái này nó có cái cản gác ở trên. Con mồi đó nó có cái cản gác ở trên. Nó không móc gì. Nó không móc gác được. Cho nên thấy từ tài sàn tàn nó sao ra. Ông này nói, mấy ông này làm gì cứ tay quậy trên. Câu gì? Quên nó hết pin đây. Chào mọi người cái. À, xin chào mọi người nha. Nay cũng tối rồi, mình ăn uống cũng xong rồi. Nay sinh tồn này kiểu này chắc phải lên 2-3 kg. Thôi hôm khác mình làm clip khác nha. Nếu thấy clip hay mọi người bấm nút đăng ký kênh và bật thông báo cho video của mình nha. Bye bye.